Kể từ hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn là câu chuyện đời tôi. Thì cái mục câu chuyện đời tôi sẽ kéo dài rất là nhiều kỳ để cho các bạn biết được cuộc sống của mình như thế nào, câu chuyện của cuộc đời mình như thế nào. Và những cái câu chuyện này là những câu chuyện có thật và là câu chuyện của cuộc đời mình. Ngoài những mình chia sẻ với các bạn những chuyện kinh doanh mình học hỏi được và những cái chuyện mà về cái việc khởi nghiệp của mình, ngoài ra mình chia sẻ với các bạn kinh nghiệm thật của mình để cho các bạn biết được mình cũng như các bạn, tất cả những cái mình trải qua mình cũng khởi đầu từ tay trắng, mà mình có những cái góc nhìn và nhìn mình có những cái sự học hỏi, mình có những cái sự quan sát để mình nhận biết được có những cái mà mình có thể là học hỏi được để mình sau này mình ra mình khởi nghiệp, mình thành công, mình có được cái sự của cuộc sống như ngày hôm nay. Thì mình hy vọng là các bạn hãy đón nhận những cái video của mình để cho các bạn thấy là mình cũng chẳng khác gì các bạn á. Mình cũng xuất phát điểm như các bạn mình làm được, các bạn sẽ chắc chắn làm được và nhiều khi các bạn làm còn giỏi hơn mình nữa. Nếu các bạn đã làm được rồi thì các bạn hãy chia sẻ cho mình biết những cái thành công nho nhỏ của bạn, dù nó nhỏ mình muốn biết. Các bạn hãy áp dụng những kiến thức của mình chia sẻ cho các bạn để các bạn có được cái niềm tin, những cái câu chuyện của mình, những cái trải nghiệm của mình, nó sẽ trở thành cái động lực cho các bạn để các bạn có thể tự tin ra khởi nghiệp, bạn có thể tự tin ra để các bạn kinh doanh và bạn có thể tự tin ra bạn đi làm. Cho dù bạn có làm công ăn lương đi chăng nữa thì người ta nhìn bạn với một ánh mắt khác. Những cái người làm công ăn lương khác, bạn khác xa với họ. Bạn muốn làm để bạn cống hiến, bạn muốn làm để bạn học hỏi. Work to learn, not to earn. Bạn muốn học hỏi để bạn sau này bạn ra bạn khởi nghiệp. Khi mà những người chủ doanh nghiệp thấy bạn làm như vậy thì họ sẽ có những cái góc nhìn khác các bạn. Họ sẽ biết được tương lai bạn sẽ thành công rất là nhiều và họ sẽ nể phục bạn và họ sẽ nâng cho bạn lên những cái level cao hơn trong cái nghề nghiệp của các bạn. Rồi sau đó khi mà kinh nghiệm đủ, vốn đủ và khi mà những cái gọi là thời điểm đủ thì bạn sẽ ra khởi nghiệp, thì bạn sẽ thấy được cái thế giới khởi nghiệp kinh doanh nó sẽ giúp bạn giàu có và thành công như thế nào. Ngoài những cái chuyên mục chuyện đời tôi thì mình sẽ có thêm những cái bài chia sẻ của mình về những cái gọi là kinh nghiệm để các bạn đi làm như thế nào để tăng lương, kinh nghiệm bạn đi làm như thế nào để tăng chức rồi gọi là cái trách nhiệm của bạn như thế nào, và những cái bài chia sẻ mình sẽ nói thêm cho các bạn biết về những cái mà làm sao để đi xin việc cho nó được hiệu quả, xin để người ta nhận chứ không phải đi rải resume, rải cái CV cho các bạn, và cái kinh nghiệm xin việc ở Việt Nam nó khác ở Úc như thế nào. Tất cả những cái đó là trong những cái bài chia sẻ sắp tới của mình. Xin làm cái video ngắn này để cho các bạn biết được tương lai mình sẽ có những cái hai cái chuyên mục mới nữa là chuyện đời tôi, chia sẻ những cái mà trải nghiệm của mình và trong cái đường đời của mình. Và một câu chuyện nữa là để hướng dẫn cho các bạn có thể đi xin việc và các bạn làm để cho các bạn tăng lương, tăng chức, tăng cái trách nhiệm của các bạn để cho các bạn sau này các bạn đi ra làm ăn để các bạn thành công hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Lò Khởi Nghiệp này của mình và hy vọng các bạn sẽ giúp mình chia sẻ những cái video của kênh Lò Khởi Nghiệp và giúp mình đạt được cái lượng subscribe mà mình mong muốn trong năm nay. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ của mình.